Với sức mạnh và khả năng xuyên qua nhiều chướng ngại vật phức tạp, quái vật nhiều chân M1150 ABV có thể giúp ích cho Ukraine xuyên phá những bãi mìn dày đặc của Nga. Các lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị xe công binh M1150 ABV cực lợi hại do Mỹ sản xuất, được mệnh danh là quái vật nhiều chân hay lô cốt di động, có khả năng giả phá bom mìn, thiết bị nổ cùng nhiều chướng ngại vật khác. Phương tiện này đã xuất hiện trong buổi kỷ niệm ngày lực lượng tên lửa, pháo binh và lực lượng kỹ thuật của Ukraine với sự tham dự của Tổng thống Zelensky. M1150 ABV là một trong những phương tiện thiết giáp nặng nhất thế giới với trọng lượng lên tới 80 tấn, được cho là sẽ mang lại cho quân đội Ukraine khả năng đáng kể trong việc giả phá các bãi mìn dày đặc rộng hàng trăm km mà Nga đã dựng nên. Vẫn chưa rõ M1150 ABV được chuyển tới Ukraine bằng cách nào. Trong danh sách các phương tiện và vũ khí mà Lầu Năm Góc cung cấp cho Ukraine, không có phương tiện này. Nhưng nó có thể nằm trong danh mục thiết bị giả phá bom mìn mà chính quyền Biden cung cấp cho Ukraine trong khuôn khổ khoản viện trợ 45 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù Mỹ không cung cấp thông tin chính thức, nhưng giới phân tích cho rằng phương tiện có thể đã được chuyển đến cùng với xe tăng Abrams tầm khoảng giữa tháng 10. Sự bổ sung mang tính bước ngoặt này đưa Ukraine trở thành quốc gia thứ hai vận hành xe công binh M1150 ABV sau Mỹ. Ukraine vẫn chưa triển khai xe tăng Abrams và xe công binh M1150 ABV trên chiến trường. Để tối đa hóa hiệu quả các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Nga, quân đội nước này đang lên kế hoạch cẩn thận về thời gian cũng như địa điểm sử dụng các phương tiện này, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để đảm bảo có các yếu tố hỗ trợ cần thiết. Eurasia Times cho biết. Trong khi đó, Nga đang tìm mọi cách để khiến xe tăng Abrams của Ukraine phải chịu chung số phận với một số xe tăng Leopard mà nước này đã phá hủy trong thời gian gần đây. Các đơn vị xe tăng đóng quân gần Rabotino đang tích cực chuẩn bị cho cuộc săn lùng xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất. Việc chuyển giao xe công binh M1150 ABV diễn ra trong thời điểm thủy quân lục chiến Mỹ đang bắt đầu giảm bớt các phương tiện này như một phần của sự thay thế các hệ thống thiết giáp lớn và cồng kềnh. Số lượng xe công binh M1150 ABV trong quân đội rất ít, ước tính chỉ có 149 chiếc. Dù không còn được ưa chuộng trong quân đội Mỹ, nhưng M1150 ABV có thể giúp ích cho Ukraine khi những bãi mìn dày đặc đang làm chậm tiến độ của cuộc phản công. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny nói rằng nguồn cung cấp các thiết bị giả phá bom mìn của phương Tây vẫn chưa đủ để quân đội nước này vượt qua các bãi mìn của Nga. Các phương tiện của phương Tây chẳng hạn như xe tăng giả phá bom mìn của Na Uy và thiết bị giả phá bom mìn sử dụng tên lửa cũng không đủ để sử dụng khi quy mô của các bãi mìn Nga quá lớn, có nơi trải dài tới 20 km. Khi chúng tôi giả phá xong một khu vực nào đó, Nga tiếp tục thực hiện hoạt động giải mìn từ xa, ông Zaluzhny nói. Hồi đầu năm nay, một số nguồn tin quân sự Ukraine cho rằng những thiết bị giả phá bom mìn mà phương Tây cung cấp trước đó hoạt động rất chậm, gây tiếng ồn và dễ bị Nga phá hủy.
Theo quân đội Mỹ, M1150 ABV là một phương tiện giả phá bom mìn hạng nặng, có tính cơ động cao, có thể xuyên qua nhiều chướng ngại vật phức tạp. Nhiệm vụ của M1150 đơn giản chỉ là đi trước đoàn thiết giáp, kích nổ hoặc xới tung mọi quả mìn trên đường đi. Về cơ bản, M1150 ABV giúp các đơn vị tấn công có thể nhanh chóng vượt qua các rào cản trước khi đối thủ xây dựng hệ thống phòng thủ. M1150 ABV đã chứng tỏ hiệu quả trong cuộc xung đột tại Afghanistan vào năm 2009. Phương tiện sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams đã được sửa đổi, lấy từ kho dự trữ của quân đội. Tháp pháo của M1A1 đã được dỡ bỏ và thay thế bằng cấu trúc thượng tầng mới. Phương tiện được tích hợp nhiều hệ thống phụ khác nhau để giảm thời gian và chi phí phát triển. M1150 được trang bị lưới ủi, thiết bị cày và giữ mìn, kèm theo nhiều chân tác động lực. Mọi quả mìn đều không bị các chân chịu lực kích hoạt, đều sẽ bị xới tung lên mặt đất bằng chiếc lưới ủi. Phương tiện có tháp pháo độc đáo được trang bị hai hệ thống phá hủy tuyến tính, sử dụng dây giả phá bom mìn và tên lửa, hệ thống quan sát tích hợp, hệ thống đánh dấu làn đường. Kíp lái gồm 2 người, trong đó người chỉ huy chịu trách nhiệm điều khiển súng máy. Dây giả phá bom mìn mang theo chất nổ có thể làm nổ mìn, bom hoặc thiết bị nổ tự chế ở khoảng cách an toàn bằng khi được tung ra phía trước từ 100 đến 150 mét. M1150 ABV có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa 70 km/h, tầm hoạt động 500 km, vượt vật cản cao 1 m, vượt hào rộng 2,7 m, lội nước sâu 2,2 m. Nó sử dụng động cơ tua bin cực khỏe, cung cấp công suất 1.500 mã lực. Quân đội Mỹ cho biết ABV cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể cho kíp lái, đồng thời có thể di chuyển nhanh chóng để theo kịp lực lượng cơ động, giúp tạo ra lợi ích đáng kể cho binh sĩ.